Retribution là gì? Em hiểu chưa? Retribution là gì? Retribution là một kỹ thuật quảng bá, để phân phối, để quảng bá, để phân phối những cái thông tin tuyến đường. Để quảng bá phải để phân phối những cái thông tin tuyến đường từ một cái miền định tuyến khác vào UFS, hiểu chưa? Rồi, đi chi để quảng bá phân phối các thông tin tuyến đường từ một miền định tuyến khác vào UFS. Thế thì ở đây có nghĩa rằng là khi chúng ta đã học một vài buổi vào hôm trước ấy, là chúng ta học đó là các loại LA. Các loại LA, hiểu chưa? Đấy, LA. Thì nó có LA loại 1, L loại 2, đúng không? L loại 3, L loại 4 và L loại 5. À, trong đó cái L loại 5 ấy, là một cái L đặc biệt, người ta gọi là external LSA. External. Để tạo ra cái loại LSA đặc biệt này ấy, đó là do cái con router đóng vai trò là ASPR để tạo ra. ASPR. Tắt cửa từ Autonomous System Border Router. Cái tắt cửa từ Autonomous System Border Router ASBR. Nó là một cái router biên kết nối UFS với một miền định tuyến khác. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ thực hiện quảng bá những thông tin từ một miền tuyến khác vào UFS. Thì tiến trình đó người ta gọi là EDGB. Là cái thông tin quảng bá những thông tin định tuyến từ một miền tuyến khác của UFS, thì chương trình đó người ta gọi là retrieve. Và retrieve này chỉ được thực hiện trên router ASPR thôi, được chưa? Nhưng retrieve này chỉ được thực hiện trên router ASPR, và ASPR sẽ tạo ra cái L loại 5. L loại 5 này người ta gọi là external LA. External ở đây. Và trong bản tuyến, những cái tuyến đường khi là L loại 5 ấy, quảng bá vào nó sẽ kiểu là OE. OE1 hoặc là OE ấy, hoặc là OE2, hoặc là default quảng bá vào cũng là O sao E1 và O sao E2. O sao E1 là gì? O sao E2 là gì? Thì cái nội dung của hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật retrieve. Bạn sẽ nắm được thế nào là O sao E1, thế nào là O sao E2, thế nào là OE1 và thế nào là OE2. Hiểu chưa? Rồi, đầu tiên thì nó có các loại retrieve như sau. Đầu tiên nó có các kỹ thuật retrieve. Gọi đi chiều. Đầu tiên đó là retrieve static. À, xin lỗi, retrieve connected. Retrieve connected. Retrieve connected là gì? Retrieve connected là gì? Retrieve connected. Tức là như nào? Thứ nhất là mạng connected. Ở đây tôi có một router, có cái mạng kết nối trực tiếp, người ta gọi là mạng connected. Em hiểu chưa? Cái mạng connected, ví dụ địa chỉ mạng này là 172.16.1.0.24. Đấy, một cái mạng này. Bên trong miền này là cái miền OFF. Đấy, bên trong cái miền này là miền O, bên, bên bên trong cái miền này là miền OFF. Rồi. Thì bên trong miền này là miền OFF, các router nó sẽ trao đổi thông tin với nhau như thế này. À, nếu mà router R1 này, nếu mà router R1 này, à, nếu mà router R1 này mà muốn quảng bá mạng 172.16.1.0 đi vào miền tuyến OFF thì có nhiều cách. Một là các bạn đánh lệnh network quảng bá cái mạng network 172.16.1.0 này vào á. Nếu mà em đánh lệnh network ấy, thì nó sẽ hiểu là L lệnh 1 hoặc lệnh 2. Em hiểu không? Đấy, nhưng mà yêu cầu đề bài ấy, là tôi retrieve connected, tôi muốn quảng bá các mạng kết nối trực tiếp của bạn, các mạng kết nối trực tiếp vào miền định tuyến UFS này, nhưng nó là phải là L lợi 5, em hiểu không? Đấy, nó là phải là L lợi 5, thì lúc đấy thay vì lệnh network thì tôi đánh câu lệnh là retrieve connected. Đấy, rồi retrieve, bản chất nữa, anh nhắc lại, retrieve connected bản chất vẫn là quảng bá những cái mạng kết nối trực tiếp từ router đó quảng bá vào miền định tuyến UFS. OFF, hiểu chưa? Mà có lệnh sau trên router. Router OFF1. Rồi. Thì đi chi view.
connected. Distribute connected. Đó. Distribute connected. Và chúng ta thêm từ khóa. Rất nhiều option như sau, các bạn phải nắm đây. Distribute connected. Nó sẽ gồm option như sau. Thứ nhất, vậy cái tuyến đường này quảng bá vào metric bằng bao nhiêu? Metric là cái cost, cái giá để tính toán. Các đầu tư bên trong biết về một tuyến đường nó sẽ có cái giá, cái cost để tính toán xem đến cái tuyến đường nó là bao nhiêu, được chưa? Distribute connected. Metric bằng bao nhiêu? Mặc định chúng ta không đánh ấy, mặc định metric bằng 20. Metric 2, loại metric. Metric. À, cái metric 20 tức là ID 110 này, chắc 20, 20 chính là metric. Metric type. Metric type nó có loại metric, nó có hai loại. Metric type loại 1 hoặc là metric type loại 2. Đấy. Đấy, nó có hai loại metric type, loại 1 hoặc loại 2. Thì cái loại 1 và loại 2 nó sẽ có ý nghĩa rất rất là quan trọng. Ví dụ ra sao, ví dụ metric type loại 1 nhé. Nó ký hiệu, thế là ký hiệu nó là OM1. Ok chưa? Metric type loại 2 ấy, ký hiệu là OE2. À, metric type loại 1 ký hiệu là OM1. Metric type loại 2 ký hiệu là OE2. OE1 hoặc là OE2, nó có hai loại ký hiệu khác nhau, OE1, OE2. Nhớ đây là thứ nhất là khác biệt. Và mặc định chúng ta không đánh gì cả, đánh chỉ có từ 0 á thì nó sẽ đặt là metric type là 20 và metric là 20 và metric type là loại 2, các bạn lưu ý cho anh nhá. O thường OE2. Nhưng loại 1 và loại 2 nó có điểm khác nhau nữa như thế này. Những điểm khác biệt tiếp theo. Nếu mà em đánh metric type loại 1 ấy, nếu mà em đánh metric type loại 1 ấy. Đấy. Nếu mà em đánh metric type loại 1 ấy thì cái giá trị metric, nếu em đánh metric type loại 1 là cái giá trị metric. Metric type loại 1 là giá trị metric. Nó sẽ thay đổi khi em quyết chi view miệng tuyến UFF. Ví dụ, thằng này khi quảng bá vào. Đấy, khi quảng bá vào metric type nó bằng 20. Được chưa? À, nếu mà đặt metric loại 1 thì đi vào interface nữa, biểu code của người 10 thì thằng này nó sẽ hiểu metric bằng 30. Ok không nhỉ? Bên trong này có router nữa, 30 thì metric là 10 thì nó sẽ hiểu là 40. Hay nói khác là metric loại 1 là giá trị metric nó thay đổi khi đi chi view bằng biển tuyến UFF. À, giá trị metric nó sẽ tăng dần cộng. Càng đi vào trong thì nó càng cộng. Ok không nhỉ? Đấy. Mấy thay loại 2 hay sao? Nếu mấy thay loại 2. Mấy thay loại 2 hay sao? Là cái giá trị metric. Giá trị metric là nó không thay đổi khi GPU vào miệng tiếng. Mấy thay loại 2 là giá trị metric, nó không thay đổi khi distribute vào miệng tuyến UFF. Giá trị metric nó không thay đổi, tức là tại thời điểm này em distribute vào bằng bao nhiêu ạ thì ở bên trong ấy, nó vẫn nhận giá trị metric là như thế. Đấy chưa? Ví dụ meta lại một khi một quảng bá vào nó cộng dần, meta là hai nó không thay đổi. Ví dụ tôi đặt metric 20, nếu mà loại 1 thì thằng này thằng nhận 30, phải không? Nếu mà loại 2 thì nó vẫn là 20 thôi. Đấy, nó hai loại, giá trị metric không thay đổi. Metric là 2 là giá trị metric nó không thay đổi khi GPU vào miệng tuyến UFF. Metric là 2 là giá trị metric nó không thay đổi khi GPU vào miệng tuyến UFF. Thế thì chúng ta biết rồi gì? Nguyên tắc một router khi chọn đường ấy, nếu mà cùng một tuyến đường trong cùng một giao thức định tuyến ấy, thì cái tuyến đường nào có metric nhỏ hơn thì nó sẽ ưu tiên hơn. Nhưng mà trong trường hợp này nó lại không đúng như vậy. Theo tôi đầu 1 ở đây. Chạy MR2 ở đây, ví dụ vậy, chạy MR3 ở đây. Thằng này cũng biết được đến mạng X, nó quảng báo ở đây. OM1,
còn 100. Thằng này R3 cũng cứ đường đến bằng x, nó quả báo ở đây OE2 bằng 10 bằng 20. Vậy thằng R1 đến bằng x sẽ theo R2 qua R3. Thằng R1 đến bằng x sẽ qua R2 qua R3. Qua OE1 hay là qua OE2? Nhiều bạn bảo rằng nó sẽ chọn đường theo 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 tuyến đường có metric là nhỏ hơn. Không phải. Đây là hai loại metric khác nhau, loại 1 và loại 2. Thì nó sẽ ưu tiên đấy, nó sẽ ưu tiên là ưu tiên cái loại 1 hơn. OM1 sẽ ưu tiên hơn. Đấy, nhớ chưa? Vậy OM1 là 100 nó vẫn ưu tiên hơn. Vì loại OM1 và OM2 là hai loại metric khác nhau nên chúng ta không thể so sánh metric với nhau được. Hiểu chưa? Đấy, nó sẽ OM1 sẽ luôn ưu tiên hơn OM2. Nhớ nha. Rồi, đây. Thứ tự ưu tiên là O. Cho đến OIA, tức là tuyến đường nó sẽ quan tâm ưu tiên hơn nhưng tuyến đường bên trong miền định. OIA là liên vùng định tuyến. Rồi. Đó là OE1. OE2. Sau đó ON1, ON2. Đấy, ON1, ON2 ta sẽ học sau. Trong cái phần sau đó là cấu hình OFF step. Ok chưa? Rồi. Thứ tự ưu tiên các bạn lưu ý cho anh, theo thứ tự giảm dần. O là ưu tiên nhất, sau đó OIA là liên vùng OFF, sau đó OE là distribute và OE1 ưu tiên hơn OE2. Nên cái loại metric nó cực kỳ quan trọng. Nó quyết định cái việc mà khi chúng ta quảng bá distribute trên hai router cùng quảng bá vào một tuyến đường, tôi muốn ưu tiên theo hướng nào á thì tôi sẽ chỉnh cái metric thay thay vì chỉnh metric. Tại vì nếu em chỉnh metric nó không 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 đúng đâu. Chỉnh metric thì có router ở xa thì nó sẽ bị ảnh hưởng, nó gần cái router nó không đúng, nó không đúng. Router ở xa thì metric nó bị lớn. Đấy, nó không đúng theo kỳ vọng. Nên chúng ta phải chỉnh lại metric thì ok hơn. Rồi, option tiếp theo, metric rất phức tạp, metric tiếp theo. Cái từ khóa tiếp theo là từ khóa RAMF. Đấy, tên ABC. Rồi. Được đến một cái khái niệm mới. Đấy, thì khi mà học chúng ta sẽ phải làm thêm một khái niệm tiếp theo. RAMF ABC. Đó. RAMF là gì? Có nghĩa là như thế này này. Bình thường nhé, để chúng ta học ở kiến thức cơ bản đấy thì khi em list GPU vào á thì tất cả các tuyến đường nó đều được quảng bá vào OFF, tất cả tuyến đường nó đều được quảng bá vào OFF. Em list GPU connected cái tất cả các bạn connected sẽ được quảng bá vào OFF hết, em hiểu chưa? Ví dụ tôi có loopback 0 ở đây 172.16.1.0, tôi có loopback 1 ở đây là 172.16.2.0, tôi có loopback 2 đây là 172.16.3.0. Khi em distribute connected thì cả ba mạng này đều được quảng bá vào OFF hết. Đấy, đây là distribute connected. Cả ba mạng này quảng bá vào OFF. Nhưng mà trong những cái điều kiện đề bài yêu cầu á, tôi chỉ distribute connected, tôi chỉ quảng bá mạng 172.16.1.0 thôi. Thì lúc đấy chúng ta làm thế nào? Thì chúng ta sẽ phải dùng những công cụ đi kèm. Ví dụ như rootmap là một công cụ đi kèm. Công cụ này sẽ quyết định xem là khi em distribute vào thì những tuyến đường nào sẽ được quảng bá vào thôi chứ không phải là tất cả. Đấy, thì chúng ta phải học được cái đoạn đấy nữa, đó là kỹ thuật, đó là roadmap. Roadmap, roadmap là một cái mệnh đề kép. Đấy, mệnh đề kép đấy thì anh sẽ hướng dẫn các bạn cái phần cái điều kiện kép này, cái điều kiện kép này. Đấy, tức là bình thường em định anh nhắc lại khi GPU vào ấy, thì tất cả thông tin tuyến đường đều được quảng bá vào OFF. Khi GPU vào tất cả tuyến đường, nhưng mà tôi muốn chuyện lọc tuyến đường nào khi được quảng bá vào OFF và nó quảng bá vào với metric bằng bao nhiêu á, thì tôi sử dụng cái điều kiện kép này. Em hiểu cái điều kiện đi kèm không? Cái điều kiện đi kèm tự ok cho vào, nhưng với điều kiện này thì điều kiện này là như nào, là do định nghĩa. Chúng ta phải đi học cách định nghĩa cái điều kiện kép này, em hiểu chưa? Rồi. Rồi tí nữa anh sẽ hướng dẫn chi tiết cái phần cấu hình tạo cái roadmap này như thế nào. Đó. Rồi thêm từ khóa tiếp theo, tiếp theo roadmap này. Đây là cái điều kiện đi kèm khi các tuyến đường được distribute, điều kiện kèm theo. Khi các tuyến đường được quảng bá
OFF là cái điều kiện kèm theo khi tuyến đường, các tuyến đường được quảng bá vào OFF. Ok không nhỉ? Đấy, nó là cái điều kiện kèm theo khi các tuyến đường được quảng bá vào OFF. Thì cái điều kiện này thì nó sẽ gồm các mệnh đề. Group map này nó sẽ gồm hai mệnh đề, hai điều kiện. Mesh. Mesh là gì? Mesh là khớp. Khớp như thế này, khớp như thế này thì tôi sẽ xét cái giá trị này. Hiểu chưa? Mesh cái này thì tôi xét giá trị này. Hoặc là chỉ khớp cái này thôi, không xét gì cả. Đấy, những thằng nào nằm trong cái mesh, điều kiện mesh này. Mesh này nó có nhiều kiểu mesh. Mesh là mesh asset list. Những thằng nào nằm trong cái asset control list này sẽ được đưa ra action set như thế này, hoặc là quảng bá vào luôn. Mesh, mesh asset list, IP address. Asset list 1, mesh asset list 1. Hoặc mesh prefix list là một công cụ giống như asset list. Rồi. Còn ngoài ra nó còn mesh, mesh cái tag từng cái tuyến đường được đánh dấu. Mesh cái metric. Đấy, mesh từng cái metric của từng tuyến đường. Mesh. Đấy, thì nó đưa ra hành động set. Set này là set gì? Set. Set có thể là set tag, set cái điều kiện này. Khi túm được cái này rồi đưa ra hành động như thế nào? Thì những cái tuyến đường này đi quảng bá vào đúng cái này rồi thì tôi ngoài cái điều kiện đường khớp rồi tôi set thêm set metric nữa, vân vân. Đấy, tức là cấu trúc của nó là mesh và set. Hoặc là mesh không thôi được. Tí nữa ta đi vào thực tế mình cái này như nào thì gọi sẽ hiểu hơn. Rồi cuối cùng cái điều kiện kèm theo là đây, các điều kiện quan trọng này. Cấu trúc câu lệnh như sau này. Release view, các bạn kêu trực tiếp. Metric, loại metric, điều kiện kèm theo và thêm từ khóa cuối cùng là từ khóa subnet. Con phải hiểu cái từ khóa này. Các bạn phải hiểu cái từ khóa này. Từ khóa subnet có nghĩa là như thế nào? Từ khóa subnet là như thế nào? Khi cái địa chỉ IPv4 khi cái địa chỉ IPv4 khi cái địa chỉ IPv4 nó sẽ chia thành các lớp, chúng ta gọi là các class. Class. Class A, class B, class C. Class D. Class D là cho địa chỉ multicast. Yeah. Class D là cho địa chỉ multicast. Thì có lớp class A, class B, class C, class D. Class D là cho địa chỉ multicast. Lớp A. Địa chỉ nào sẽ lớp A? Lớp A cái octet đầu tiên từ 0 đến 127. Class B từ 128 đến 191. Lớp C từ 192 đến 223. Ok chưa? 192 đến 223. Thế thì ví dụ một cái địa chỉ 172.16 này, nhìn rõ tất này là tôi biết nó là lớp B rồi. Lớp B. Lớp B. Thì lớp B thì người ta quy định là sạc 16. Lớp A là sạc 8. Lớp C sạc 24. Thế thì tại sao thằng 172.16.1.0 sạc 24 này, loại sạc 24? Thì bản chất của nó sẽ là 172.16.0.0 sạc 16. Thì thằng này người ta gọi là class full. Thằng này người ta gọi là class full. Còn thằng 172.16 1.0 sạc 24 ấy, thằng này người ta gọi là class list. Thằng này người ta gọi là class list. Được chưa? Thằng này người ta gọi là class list. Rồi. Đó. Thằng này người ta gọi là class list. Rồi. 172.16.0.0 người ta gọi là class full. 132.16.0.0 từ class list được chia thành từ class full đi. Em nói class full chia nhiều class list. Và khi em quảng bá vào list GPU vào ấy, em không thêm từ khóa subnet này. Thì khi quảng bá vào nó chỉ gửi class full thôi. Khi quảng bá vào nó chỉ gửi class full thôi. Khi quảng bá vào nó chỉ gửi qua class full, dẫn đến là khi em list GPU vào thì ở bên trong nó có các mạng con sẽ không phân biệt được. Do đó chúng ta thêm từ khóa subnet để làm gì? Để các subnet làm gì nhỉ? Nó gửi kèm, để các địa chỉ mạng nó gửi kèm cho subnet mask khi GPU vào miền để tiến OFF. Hay nói khác, nếu mà một cái địa chỉ mạng chia thành nhiều lớp mạng con ấy, để phân biệt các mạng con với nhau ấy, thì các bạn thêm từ khóa subnet. Ok không nhỉ?
Thì đấy là cái ý nghĩa của cái phần các option, các câu lệnh khi mà em list view vào. Anh nhắc lại, list view là kỹ thuật quảng bá thông tin những tuyến đường từ một biển định tuyến khác vào OFF, và nó được thực hiện trên router AFPR để tạo ra cái EO loại 5. Nó có các loại list view như sau. Đầu tiên là list view connected, đó là quảng bá các mạng kết nối trực tiếp bằng biển định tuyến OFF. Bằng câu lệnh như sau: list view connected magic. Magic là để xác định được là cái tuyến đường khi list view vào OFF nó sẽ bằng magic bằng bao nhiêu. Em hiểu chưa? Rồi tiếp theo là magic type, loại magic khi em list view vậy em đặt magic loại mấy? Có mấy loại? Loại 1 và loại 2. Do phải phân biệt được khác nhau. Loại 1 có nghĩa rằng là magic type loại 1 có nghĩa rằng là gì nhỉ? Là giá trị magic nó thay đổi khi list view vào biển định tuyến OFF. Magic type loại 2 là giá trị magic không thay đổi khi list view vào biển định tuyến OFF. Thay đổi có nghĩa rằng là tuyến đường nó càng vào sâu đi qua cái interface magic nó sẽ được cộng vào. Ok, đấy magic type loại 1. Và trên bảng tuyến magic type loại 1 kiểu là OE1, magic type 2 là kiểu là OE2. Ngoài ra OE1 nó còn ưu tiên hơn OE2. OE1 nó sẽ còn ưu tiên hơn OE2. Đó. Thứ tự ưu tiên nó sẽ là OEA, OE1, OE2, ON1 và ON2. Tiếp theo khi list view vào thì các bạn phải thêm từ khóa, thêm một option nữa, đó là cái điều kiện khi list view. Mặc định nếu mà list view connected thì nó sẽ tất cả các mạng kết nối trực tiếp vào, nhưng mà tôi muốn điều kiện nâng cao là chỉ mạng nào được kết nối vào thôi. Hay thêm từ khóa là list view connected, thêm khóa roadmap. Roadmap này thì anh hướng dẫn các bạn tạo cái policy này, tạo đây là một cái policy, là một cái chính sách kèm theo khi list view vào, kèm theo policy này, hiểu chưa? À, người ta gọi là list view connected thêm vào roadmap. À, thêm từ khóa subnet nữa. Đấy. Roadmap này nó sẽ định nghĩa rằng là đối với tuyến đường này thì tôi sẽ xét magic bằng cái này, đối với tuyến đường này được quảng bá vào, vân vân. Chúng tôi đi vào từng tình huống cụ thể. Từ khóa subnet là để gì? Khi quảng bá vào web nó gửi kèm nó sẽ là mark, có nghĩa là nó quảng bá được các mạng con khi list view vào biển tuyến web. Ok. Rồi. Đó. Cái phần này các bạn đã hình dung chưa? Ok chưa cả lớp? Phần lý thuyết về list view connected này các bạn ok chưa? Các bạn ok với phím 1 cho anh xem nào. Rồi. Rồi tí nữa anh sẽ demo luôn. Tiếp theo nhá. Tiếp theo, list view thứ hai, list view static. List view static có nghĩa là như thế nào? Gọi như này. Tôi có router ở đây. Có router ở đây, ok chưa? Router ở đây. Rồi một đây. Đó. Ở bên trong này tôi chạy web app. Router đây. Ở hai đây. Thì con router R3 nó không chạy web app. Như phía sau R3 nó có cái mạng là 192.168.1.0.54. Tôi muốn quảng bá mạng này vào. R3 nó không chạy đến web app, nó sẽ không nói chuyện với R1 để quảng bá mạng 192.168.1.0 ở phía sau nó được, em hiểu không? Thì thằng R1 phải làm cái động tác là tạo cái static boot xuống router R3. Một. Tạo static boot xuống. Tạo static boot. Các bạn phải tạo static root xuống router R3. Các bạn tạo static root xuống. Tức là router R1 có một cái static root. Bây giờ câu chuyện ra là làm sao để router R1 nó quảng bá cái static root nó vào biển định tuyến OFF. Hay nói khác là để router bên trong biển định tuyến OFF thấy được cái mạng 192.168.1.0. Ok không nhỉ?
Cái đó người ta gọi là retrieval static. Vậy tóm lại retrieval static là gì? Là kỹ thuật quảng bá cái static route. Retrieval static là kỹ thuật quảng bá cái static route mà nó biết vào hệ tuyến UFF. Hiểu chưa? Đây lại retrieval static là kỹ thuật quảng bá cái static route mà nó biết vào hệ tuyến UFF. Thì bước 1 router đó phải có static route. Không, bước 1 router đó phải có static route. Bước thứ hai là phải có static route thì mới quảng bá vào được, đúng không? Router UFF 1 thì retrieval static. Tương tự như vậy, nó sẽ có option metric bằng bao nhiêu? Metric không đánh được bằng 20. Metric time không đánh được bao nhiêu? 1 hoặc 2, không đánh bằng định nó là 2. Metric time là 2. Loại metric chấm đen. Ngoài ra tùy chọn có thể các bạn có thể thêm cái từ khóa là root map vào nữa. Rồi, thêm từ khóa là rồi, ok chưa? Distribute static metric retry root map thêm vào subnet nhớ nhá. Tương tự như cái option giải trích metric, loại metric, điều kiện subnet. Đấy, nó chỉ khác là thay vì tôi quảng bá cái connected thì tôi quảng bá cái static route. Bước 1 các bạn phải tạo static route. Bước thứ 2 phải quảng bá nó vào. Đấy nhá. Ok chưa nhỉ? Ok chưa? Ờ, tiếp theo retrieval static, tiếp theo quảng bá default. Nó có ba loại. Loại thứ ba là quảng bá default route. Quảng bá default. Đây. Ở bên trong này cả cái miền này tôi chạy UFF bây giờ router L4 sẽ có một cái default route ra ngoài internet. Default ngoài router 4 sẽ có default ở ngoài internet.
để phút rồi tôi bốn sẽ có đề phút ở ngoài internet và đó tôi bốn sẽ phải thực hiện quảng bá cái đề phút đó vào mệnh tuyến web app có đề phút này, tức là con này ấy, cả cái miền web app này đang chạy nhá, nó sẽ có một cái đề phút để ra ngoài internet đây. Đầu thứ hai là phải quảng bá cái đề phút để các đầu tư bên trong biết rằng cứ ra ngoài internet là phải đẩy đầu tư R4, em hiểu không nhỉ? Đấy. Thì cái bản chất của cái đề phút đó là 0.0.0.0 sẽ không. Thì những cái tuyến đường nào mà không có trên bảng tuyến nó phải bám theo cái 0.0.0.0 để nó chuyển hóa ra ngoài. Để nó chuyển hóa ra ngoài. Nó phải có cái 0.0.0 để nó quảng bá ra ngoài. Đấy, do vậy thì chúng ta phải có một khái niệm đó là gì? Đấy, là nếu trên mạng internet có rất nhiều tuyến đường thì nó sẽ thiết kế là gì? UFF bên trong đây là cái miền UFF thôi. Khi ra nhà mạng thì nó phải đẩy các tơ nào mà đẩy ra ngoài. Các tơ của nhà mạng đấy. Các tơ ISP nó dẫn rất nhiều tuyến đường, hiểu nhá. Mặc định default. Thì con router biên ấy, bản chất của việc quảng bá default là được thực hiện trên router biên của mệnh tuyến UFF. Bản chất của nó là thực hiện trên router biên của mệnh tuyến UFF. Con router biên đó phải có S-sound, có default. Tôi sẽ thực hiện quảng bá vào 0.0.0.0 hay nói khác là nó quảng bá cái mạng 0.0.0 vào bên trong mệnh tuyến UFF. Router bên trong sẽ nhận mạng 0.0.0.0.0 đi đến router biên ASPR. Đấy. Những cái gì mà không biết thì nó sẽ đẩy router biên. Ok. Vậy trên router R4 này, ASPR này. Các bạn phải tạo cái default root, tạo cái default root, IP root. Không chấm không chấm không chấm không cách đó. Uống số không không chấm không không cách không chấm không không rồi đấy, cái địa chỉ IP của con IPR địa chỉ nào chỉ được không? Địa chỉ IP của IP đầu mà chấm 2 đầu mà chấm 1 địa chỉ này là 113 171.1.0 sẽ 30 là IP public 2.2 thẳng chấm 1 cái hộp là rồi trách chết đủ kiểu đúng không? Sau đó quảng bá vào đấy có lại là default information default gạch ngang information cách originate quảng đại về quảng bá default bằng lệnh là default gạch ngang information cách originate default information originate. Default information rồi. Magic 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 có chứ magic bằng bao nhiêu magic không đánh bằng một nhé. Matrix bằng 1. Đó. Tôi quảng bá vào matrix bằng 1. Default á. Cái kia là bằng 20 bằng 1. Thì đi qua mỗi router nó sẽ cộng thêm giá trị matrix vào đi qua cộng thêm vào đi qua cộng thêm vào. Nhưng mà nếu có điều kiện vấn đề là matrix 2 cơ, matrix 2 là loại mấy? 1 hoặc là 2. Matrix 2 loại 1 có nghĩa rằng là nó sẽ cộng vào.
hiệu là ô sao E1. Meta là hai kiểu là ô sao E2, ý nghĩa là một là hai như nhau. Rồi, không một từ khóa xong nhé. Default information on it. Meta. Có một option nữa là all the way. All the way là gì biết không? All the way của cái thằng là gì? Khi em quảng bá vào một cái default vào ấy, thì nếu mà không có option all the way ấy, tức là con router R4 nó phải có default. Cái router R4 nó phải có default. Nếu router R4 nó không có default đó, không có default đó, thì nó sẽ không có mã không không quảng bá vào. Còn nếu mà thêm một từ khóa all the way ấy, tức là nó có default đấy, thì không có default nó vẫn quảng bá được vào. Nhưng ạ, từ khóa all the way có nghĩa rằng là gì? Còn nghĩ từ khóa all the way có nghĩa rằng là khi đánh thêm option all the way thì router biên không cần có default thì vẫn có thể quảng bá mạng không được, không đi vào được. Hay nói khác, các router khác bên trong á vẫn học được mạng 0.0 đẩy router R4, cho dù R4 không có mạng 0.0.0. Cái này được dùng khi mà trên router R4 ấy, nó có quá nhiều cái tuyến đường IP public ở ngoài, người ta không muốn quảng bá ở bên trong thì nó chỉ cần quảng bá cái 0.0 vào thôi. Các router bên trong cứ ra ngoài đẩy R4 sẽ check. À, những cái thông tin tuyến đường mà nó có nó sẽ đẩy đi thôi, còn không có thì hiển nhiên nó vẫn bỏ. Còn nếu mà nó đã có cái default tạo sao ra ngoài rồi ấy, thì nó vẫn có thể quảng bá vào được. Còn ok phần này chưa nhỉ? Lớp ok phần distribute chưa? Distribute nó chỉ có 3 phần thôi. Distribute connected, distribute static và quảng bá default thôi. Còn ok chưa? Hello. Cái này làm lát để tôi hiểu rõ hơn rồi anh ạ. Cái gì? Cái này phải lát một sâu lên sang. Rồi, ok đây. Sẽ hướng dẫn lát để mua luôn, chúng ta bật EV lên. Rồi. Anh chị đã tạm thời stop xe nè. Các bạn nhìn thấy chưa? Ok, bây giờ sẽ demo trong bài lab này. Bài lab này thì nó rất đơn giản thôi. Gồm router R3, router R4, router R2 chạy web AR0. Đấy, chạy router R1 có interface loopback. Đấy, 192.168.1.0 R1 nối với R2 đúng không? Bây giờ tôi cho chạy UFF trên R2 là 3.4. Tôi sẽ thực hiện distribute vào đúng không? Để sao? Bây giờ tôi kiểm tra lại nhé. Ở đây YB interface với và tôi đặt sẵn IP rồi đúng không? Include app để hiển thị những interface app thôi. Rồi, ok chưa? Đấy.
Theo tôi là 4. So I be into favorite. Include. Ok. Và ba. Tôi cho chạy UFF nhé. Đối với tôi là 3 thì tất cả interface nó trong cái miền này tôi đã chạy hết được. Bốn. Hai cổng này chạy web app nhé. Đấy. Nó có nhiều cách cấu hình mà interference. Rồi hai. OIP ở đây 24.3 23.3 chưa rồi. Rồi 4 rồi. Hai tư chấm hai và 34.3 soi virus. Mấy ba đúng không? Đó. Muốn biết là bằng 1.2.16.1.0 đúng không? Theo tôi là 2. Tôi quảng bá vào, đúng không? Theo tôi là 2. Connected. Thêm từ khóa sắc nét là được đúng không? Thì chia tôi là 4 kiểm tra sau ai virus có mạng. Ồ. Đây, có OE2 chưa? Matrix bằng 20 đúng không? Đúng rồi đó. OE2 matrix bằng 20 tức là thằng này quảng bá mạng 1.2.16.1.0 vào. OE2. Chia tôi là 2. Tôi để chỉnh lại. Matrix 2 1. Mấy cái 2 1 thì theo tôi là 4 sẽ học là OE1 luôn, chuyển thành OE1 luôn. OE1. Khoảng 30 bạn hiểu chưa? Vì 20 ở đây rồi, mặc định 20 mà cộng cổng này là 10 nữa là 30. Chưa học sâu code rồi thì sâu IP OFF interface. Có được 10 chưa? Cổng này 0/3 có được 10 chưa? Thì cộng 20 cộng 10 30 đúng không? Rồi. Đúng nhá. Đấy, các bạn thể hai nhá. Có thấy option group map này, matrix nhỉ, matrix tile, tag này, vân vân. Tôi đây sẽ option hướng dẫn các bạn cấu hình cái root map nhé. Root map ví dụ như là như thế này. Sử cho tôi R2 ấy, tôi sẽ có một cái loopback nữa. Một ba chấm 16 chấm chấm 2.0 3.0 này tôi sẽ tạo một cái loopback 1. Đó. Đó tôi là 2 nhé. Interface lúc bách không interface lúc bách một hai chấm hai ba chấm hai rồi là connected
3.0. Đó. Ok. Bây giờ tôi muốn đích chim cô tật vào rồi, em đích chim cô tật vào rồi. Thì bây giờ trên tôi là 4 mặc định là sẽ bắn cả mạng 2 mạng 3 vào luôn. Yeah, đây, mạng 3 vào luôn. Thì rõ ràng lúc em đích chim cô tật rồi mà. Thấy mạng 2 mạng 3 vào, em hiểu không? Yêu cầu đặt ra đây là tôi chỉ có mạng cho mạng mạng 1 vào thôi, không cho mạng 2 mạng 3 vào làm nào. Thì với tôi sẽ dùng cái điều kiện kép rootmap. Đấy, để anh hướng dẫn các bạn tạm cái policy nữa. Theo tôi là 2 nhé. Theo tôi là 2, tôi sẽ tạm cái rootmap. Theo tôi là 2. Tạo cái policy, người ta gọi là rootmap. Cấu trúc có lệnh như sau, rootmap, tên của rootmap. Đấy, các bạn có thể đặt test được, được chưa? Ok. Có hai option là permit hoặc deny. Permit sẽ có number 10 dùng absolute đấy. 10 20 đó sẽ có number. Permit có nghĩa rằng là những thằng nào nằm trong cái mệnh đề bên trong này sẽ được ăn vào cái policy kia. Deny thì có nghĩa rằng là nó không không apply vào. Thường sẽ để default là permit, nó sẽ thuận hơn. Permit. Đó. Để tí nữa tôi sẽ hai tôi muốn tham vọng là distribute connected. Map. Ok. Rồi, magic. Một xâm nét luôn, được. Tức là đi chỉ cô tuyệt ăn theo cái policy này. Thì bây giờ policy này tôi muốn bảo là yêu cầu để bận đặt hàng đặt ra là tôi chỉ muốn cho mạng này vào thôi. Thì trong roadmap thể hiện thế nào được mỗi cái mạng này vào. Điều kiện đơn giản trước đã. Thì trong roadmap ấy, tôi sẽ có một cái mesh. Interface. E0C0. Thì lúc đó tôi chỉ cho phép những cái HTTP connected nào mà là trên cổng E0C0 quảng bá vào thôi. Hiểu chưa? Em hiểu ra nào nhỉ, lớp? HTTP connected những thằng nào nằm trong mệnh đề roadmap này, mệnh đề roadmap này chỉ map mỗi interface E0C0. Vậy cái cổng 12.16.1.0 đặt trên cổng E0C0 thì nó sẽ được quảng bá vào thôi. Ok cả lớp. Các bạn hiểu hiểu đoạn này chưa? Không em? Rồi, thử luôn. Chơi tôi là 4 nhá. Hay là 2 nhá. Đây. Tôi đã kiểm tra bằng cái lệnh là show roadmap. Map interface E0.0. Distribute. Distribute connected. Vào R4 em sẽ show xem còn mạng hàng bao nhé. Ủa, một thôi. Hiểu chưa? Đấy. Chỉ mất cái đấy vào thôi. Bạn hiểu 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 cái ý nghĩa của cái policy này chưa nhỉ? Tôi đang đặt metadata loại 1 nhé. Ok chưa? Yêu cầu đặt ra là
tiếp theo lại quảng bá cái mạng 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 172.16.2.0 vào cơ. Ok chưa? Đấy. Thì bây giờ quảng bá mạng 1 vào rồi, ok, quảng bá thêm mạng 172.16.2.0 vào. Nhưng với metric của nó lại bằng 100, đúng không? Thì tôi vẫn phải vào cái policy đấy tôi sửa. À. Đây. Roadmap. Permit 20 rồi. Mesh Mesh interface loopback 0 rồi. Set có thể set được, set cái gì? Set metric 100 rồi. Lại còn set cả metric thai luôn. Thai 1. Ok chưa? Ok không? À, tức là tôi quảng bá thêm mạng 2 vào nhưng với điều kiện lọc là metric 100 nhưng lại thay 2. Còn thằng này quảng bá là thay 1, ok chưa? Đây. Permit 10 đúng không? À, vẫn cái roadmap đấy, đừng có tạo roadmap khác, em về đi review chỉ được một roadmap thôi. Map interface lúc 0. Set metric là 100. Rồi và metric thai là mà loại 2. Thì trên outer là 4 kiểm tra xem. Chuẩn chưa? 172.16.2.0 metric thai là metric là 100 và thai là thai 2. Ok không? Mix được cả loại 1 2 dựa trên cái policy rất mềm dẻo của policy với map. Rất nhiều mệnh đề mesh set là set rất nhiều mệnh đề tùy vào yêu cầu chúng ta sẽ hiểu được từng cái cấu trúc dòng lệnh của nó. Bạn hiểu cái ý này chưa nhỉ? Cả lớp. Ở cái tương tự như vậy thì khi mà em quảng bá cái distribute static các bạn cũng thế. Tôi thử tạo static nhé. Theo tư L2 tạo static đây. Số ai virus có static không? Quảng bá vào lệnh gì? Cũng có nhiều option. Không có yêu cầu đặc biệt các bạn thêm từ khóa subnet thì nó sẽ là có static luôn. Bình được 192 trên 168 trên 1.1 đâu. Không bình được. Ồ. Sao mà có thông tin tuyến đường mà lại không binh được? Sao mà có thông tin tuyến đường không binh được? Binh được đến đấy, nhưng mà trên auto R1 nó không chạy định tuyến gì, nó không trả ra được. Không chạy định tuyến gì cả, nó không trả ra được, không hiểu chưa? R1 phải tạo một cái default ra nữa. À 1.2 là đầu bên kia. Đã sao chưa? Đây đúng không? Đây là 4. Dạ bình. Rồi ok. Bình repeat là bình 100 gói anh ạ. 100 gói luôn. Ok không nhỉ? Tiếp theo quảng bá default, ví dụ theo TR4 có một cái default tôi quảng bá vào ha. Ví dụ R4 show không có default nhưng mà tôi vẫn muốn quảng bá default nào từ được default information originates always ngang hả. Metric này nên có cả root map, điều kiện root map đó. Option metric không đánh nhá, từ không đánh nhá. Rồi rồi treo TR2 nhá, xoay virus có cả default luôn,
Cho dù thằng R4 không có default, các đạo thức khác thì bắt buộc phải có S sao thì mới quảng bá được vào. Được chưa? Tôi muốn binh một cái địa chỉ không biết đấy cả, binh 8.8.8. Không có chữ bảng tuyến này vẫn có binh không? Có binh được thì sao biết đâu? Nó sẽ tìm đến đến 24.3. 24.3 là thằng nào? 24.3 là thằng này đúng không? R4 lại có interface loopback trên 8.8 ở đây. Cảm ơn em nhé. Thực tế thì nó sẽ có một interface nối với ISP và tạo để default ra interface nối với ISP và quảng bá vào. Đấy. Thì đây thì trên AutoR2 ô sao E2 đúng không? Ô sao matrix 1. Nếu mà các bạn đặt ô sao E1 ấy, thì matrix nó không phải 1 đâu nhá. Thì AutoR2 nó là ô sao E1 matrix 2 là 1 cộng thêm ấy, 11. Đấy à, 11. 11 vì sao? Vì tại thời điểm này nó 10 rồi cộng với 1 là 11. Okay. Đúng nhỉ? Đó. Đó. Ok chưa? Hiểu cái quảng bá default chưa nhỉ? Đơn giản thôi. Magic Time lại 1, ta lại 2. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ demo luôn, làm luôn cái phần này cho anh nhá.